Đừng đi có Chúa rằng vì ta có lo chi. Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong cái nguy khó coi thường. Ra đi theo dắt tình thương. Cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi. Đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là mục tư dẫn dắt ta đi. Chúa là ánh sáng soi lối ta đi. Đi có Chúa ta không còn lo lắng chi. Trong tay Chúa an tâm nào ta bước đi. Có lo chi, đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong gai vì khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Chúa là đường ngày ta quyết đi theo. Chúa là chân lý ta quyết tin yêu. Đi theo Chúa khắp nơi truyền giao phúc âm. Mang tin mến yêu thương nào ta bước đi. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi. Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trong cái nguy khó coi thường. Ra đi gieo rắc tình thương, cùng nhau ta quyết hiến ngang theo Chúa ra đi. Dù cho đây muốn trông gai ta có lo chi, đi theo tiếng Chúa kêu mời mang tình yêu đến cho đời. Mong cho sáng danh Chúa trời. Đừng đi có Chúa sáng nguy ta có lo chi. Đừng đi có Chúa đau thương ta quyết ra đi. Ta luôn hăng hái lên đường trông gai nguy khó coi. Ôi vui thay người xuân hồng, người thân hơn tâm tươi, ta bên nhau tình xa. Cha là Chúa, trong tin yêu đời ơi.
Hồn con
Xin Ngài hãy đến, ôi an,
Oh,
Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Đức
và quý giáo lý viên, chúng con xin kính mời Đức Cha và quý cha an toàn. Trọng kính Đức Cha Stefano, Cha Francisco Xavier, Cha Hoàng Hạnh Sóc Trăng và quý cha đồng tế, trong niềm hân hoan với những lòng thương xót Chúa, hòa chung với niềm vui ngày con em của chúng con được nhận lãnh bí tích thiên sứ, cộng đoàn và đạo Sóc Trăng của chúng con rất vui mừng và vinh dự được Đức Cha và quý cha đến viếng thăm và ban bí tích thiên sứ cho con em của chúng con. Con xin thay mặt cho đoàn huynh của 160 em được lãnh nhận bí tích hôm nay trọng kính Đức Cha. Vì tình thương của vị mục tử, Đức Cha đã nhiều nhiều thăm viếng và đặc biệt dâng thỉnh lễ cầu nguyện và ban bí tích thiên sức cho con em của chúng con. Là bậc làm cha mẹ, hôm nay chúng con vô cùng sung sướng, vinh dự và hạnh phúc. Con nguyện sẽ cố gắng hết sức mình trong trách nhiệm và bổn phận, luôn sát cánh để giáo dục, nhắc nhở, động viên và làm gương sáng cho con cái trong đời sống đạo đức, siêng năng, đọc kinh, dự lệ, chuyên cần học hỏi giáo lý. Vì chúng con ý thức được rằng con cái là nhân tố, là nền móng, là nền tảng của gia đình và của giáo hội trong tương lai. Mặc dù chúng con sức mòn, tài hèn, thiếu khả năng, nhưng chúng con sẽ cố gắng hết sức. Kính xin Đức Cha, quý cha cầu nguyện và nâng đỡ cho chúng con, để nhờ ơn Chúa chúng con luôn sáng suốt và khôn ngoan trong sứ mạng giáo dục con cái mình sống sức danh Kitô trong lòng xã hội hôm nay. Kính thưa cha sở, kính thưa quý cha, quý vị và quý giáo lý viên, chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn rất tình thương của quý vị để có được như ngày hôm nay. Cho con em của chúng con, quý vị đã mất rất nhiều thời gian và công sức để lo lắng, thôi thúc, dạy dỗ con em của chúng con, không những về giáo lý mà còn nhắc nhở cho con em chúng con trong đời sống nhân bản và đạo đức. Trước tình yêu thương mà Đức Cha, quý cha và quý vị dành cho con em của chúng con chẳng biết lấy gì đền đáp cái tân xứng. Nguyện xin ban ngôi Thiên Chúa và nhờ lời cầu bào của Đức Mẹ Maria phù hộ, ban ơn ân lành hồn sáng xuống danh Đức Cha, quý cha và quý vị. Trước sự ưu ái và tình thương của Đức Cha đã dành cho chúng con kính dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu xa của chúng con. Kính xin Đức Cha vui lòng đón nhận. Chúng tôi cảm ơn các bậc phụ huynh, cảm ơn anh chị em, cảm ơn những bậc làm chủ hòa đỡ đầu. Anh chị em đã can đảm gánh vác rất nhiều việc, cơm áo gạo tiền đã là nỗi lo rất lớn. Nhưng anh chị em đã không quên hy sinh thêm đôn đốc cho con em mình để siêng năng học hỏi giáo lý, để các em lãnh nhận các bí tích cần thiết. Và chúng tôi mong rằng sự hướng dẫn tình thương của anh chị em sẽ giúp cho những em này sau này sẽ trở thành những người tài giỏi, hữu ích cho xã hội và hữu ích cho giáo hội nữa. Chúng con nhớ điều này. Nếu chúng con nên người, nếu chúng con thành đạt, chúng con sẽ là niềm hạnh diện vô cùng lớn lao của cha mẹ chúng con. Chúng con ý thức như vậy để chúng con cố gắng phấn đấu học hành, phấn đấu để sống tốt, để trở nên những con người ngoan ngoãn, những đứa con ngoan trong các gia đình và là những người con ngoan của Thiên Chúa. Chúng con sống như vậy, chúng con tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ chúc lành cho chúng con. Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng con và giúp cho chúng con đạt được những ước nguyện đó. Cha cầu chúc cho chúng con như vậy sẽ là những con người trưởng thành, sẽ là những con người thành đạt,
sẽ là những con người hữu ích cho xã hội, là những con người hữu ích cho giáo hội. Giáo hội hôm nay, họ đã xuất trăng hôm nay, đang trong chờ nơi chúng con, đặt hết mọi niềm hy vọng nơi chúng con. Chúng con dám cố gắng để trở nên những người tốt không? Dám không? Chúng con dám không? Chúng con có hứa không? Cố gắng nữa, phấn đấu được như vậy, cả nhà thờ, cả họ đạo, cũng như là cả giáo hội, cũng như Chúa cũng rất vui. Chúng ta cho rằng báo tay điều gì vậy? Chúng con cũng đừng quên sống ngoan, đừng quên cầu nguyện cho cha mẹ chúng con. Cha mẹ chúng con vất vả lắm, chúng con biết rồi. Cứu mở của chúng con vất vả lắm, dám can đảm để nhận làm cha nuôi, nhận làm cha thiên liêng, mẹ thiên liêng không phải đơn giản đâu, là những tấm gương sáng. Và mong rằng chúng con hãy nhìn vào những tấm gương đó để chúng con noi theo. Hôm nay chúng ta mời đầy kính lòng yêu thương xót. Chúa thương hết tất cả mọi người và Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Cảm ơn Hội đạo đã tặng cho chúng tôi bó hoa. Những bó hoa này tôi xin đại diện cho Hội đạo để chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa, đứng vào lòng thương xót chúng ta, chúc lành cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta và gìn giữ mọi người, mọi gia đình và Hội đạo Sóc Trăng của chúng ta luôn sống trong bình an, luôn sống trong hạnh phúc, luôn sống trong niềm vui. Đức Giêsu Kitô, con một của Thiên Chúa, đã hứa cử Thánh Thần chân lý đến ở cùng giáo hội. Xin người ban phúc lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Amen. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, đã đốt lửa mến trong lòng các tông đồ, xin người liên kết anh chị em nên một và dẫn đưa tới hưởng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị bắt ngã trên đường. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười tô thắm nơi nơi.
đoàn chiến sĩ lên đường đem yêu thương cho khắp muôn phương, gieo rắc niềm tin chiếu soi dặn trần.